Xin chào tất cả mọi người. Xe đang hút hầm cầu tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Thì đã giờ xe đang hút. Đây hút chỗ quán cà phê. Đây là hầm cầu. Được chưa? Hút nãy giờ cũng được 20 phút rồi mọi người. Xong rồi bấm cái cầu xuống liền. Hút hầm cầu và hút ngay hầm là bấm nó xuống liền, bấm nước xuống liền. Có một kiểu mà cho nó hơi giống giặt giặt hay là đúng không? Để hơi đúng không? Hút giặt rồi tại hơi trong bồn nó ém. Chị cho em lấy tiền luôn chị ơi. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Rồi cảm ơn chị. Em dám chắc cái này đủ rồi hết. Cái lỗ nó còn ướt á. Cái lỗ nó còn ướt á, nó chị kêu mấy bé lấy cái gì che lại đừng cho đi rồi anh đạp lên nó mấy tiếng xanh. Cái cầu xử lý xong hết rồi. Để vô bấm cầu cho chị xem. Hãy quên cho chị coi nữa. Cái lỗ nó chám rồi đó. Giờ lỗ hút nó chám rồi đó, đừng có đụng vô miếng xi măng trắng là được rồi. Nó còn ướt. Cầu này xong hết rồi, với gần một lấy cái chai bim á. Vệ sinh lại. Xuống hết rồi nè. Đó. Nó chạy ra ngoài nó chạy cái này nè chị. Nó chạy cái giòn lên chỗ này nè. Cái giòn này nó thở nó làm không tới. Mua cái sữa gì kia bên em xuống nó chỉnh mấy cái này cũng được chứ chị. Cái này cái chai bim á chị sụp tới xong tẩy ra xong rồi. Cái cậu đó ok rồi đó. Xài được rồi, cái cậu đó không có sao hết á. Vệ sinh á xài rồi. Em về luôn nha chị. Rồi ok chị ha.